đồng chí mau bắt ông già đó lại. Chính ông ta đã bán cho tôi trà sữa công nghệ. Khi thấy Vương Đức Phát, nhiều người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Này, anh không phải là người vừa định chen hàng để mua trà sữa sao? Sao? Bị đánh một trận giờ muốn trả thù phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Gia Gia còn chưa bán trà sữa cho anh. Sao anh lại uống đến nôn mửa tiêu chảy được? Được nhắc nhở như vậy, nhiều người nhớ lại lúc đó, đều tỏ ra tức giận. Chen hàng ở chỗ Gia Gia, đó là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Tôi nhổ các người tưởng tôi giống các người, cần tự mua sao? Tôi là ông chủ lớn, đương nhiên sẽ có người giúp tôi mua. Chính tôi đã mua giúp ông chủ của tôi đấy. Ông chủ, phải chăng các người làm việc ở gần đây? Đúng vậy, tôi là nhân viên của tiệm trà sữa bên cạnh. Anh ấy là chủ tiệm trà sữa. Ông chủ của chúng tôi hiểu rõ nội tình ngành trà sữa. Không muốn thấy mọi người bị lừa nên mới đứng ra tố cáo. Mọi người có thể tự nhớ lại xem. Các bạn sống bao nhiêu năm rồi? Có thể chỉ với 10 đồng mà uống được trà sữa ngon đến vậy không? Sở dĩ nó ngon như vậy là vì đã thêm công nghệ vào. Nói đến đây, nhiều người bắt đầu xì xầm. Trong đó không ít khách mới cũng bắt đầu phỉ báng. Tôi đã nói một quầy hàng nhỏ làm sao có thể thu hút nhiều người đến vậy? Nếu thực sự có tài thì đã mở cửa hàng rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Bán hàng rong thì tốt. Bán một nơi rồi lại đổi sang nơi khác. Thật sự là kẻ xấu đã ra đi. Không ngờ ông già trông hiền lành như vậy, vậy mà lại bán trà sữa công nghệ. Vừa dứt lời, hai người phát hiện mình bị một đám người tức giận vây quanh. Các người thật sự không hiểu Gia Gia. Đồ ăn của Gia Gia ngon là vì ông luôn tận tâm dùng nguyên liệu thật, và còn không tính toán chi phí để dùng nguyên liệu tốt. Tôi cũng không giấu các bạn, thực ra Gia Gia già là một tỷ phú siêu giàu. Ông sống ở khu nhà giàu tốt nhất thành phố bên cạnh. Đã thế mà còn ra đây bán hàng rong. Chỉ là muốn cho chúng ta những người bình thường được ăn đồ ăn cao cấp. Bán cho bạn ly trà sữa 10 đồng, chi phí ước tính còn không dưới 10 đồng. Gia Gia làm không phải để kiếm tiền, mà là để thấy nụ cười của chúng ta khi thưởng thức đồ ngon đấy, đồ khốn. Ngay lập tức, tất cả khách quen bắt đầu chửi rủa. Càng khó nghe, càng tốt. Từ tổ tiên của Vương Đức Phát đến khỉ đột nhà hắn, đều bị chửi một lượt. Không phải chứ chửi khó nghe vậy sao? Chẳng lẽ ông già này thực sự dùng nguyên liệu thật? Không thể nào, không thể nào. Có khi đây đều là người được ông già thuê. 10 đồng làm sao có thể uống được trà sữa ngon như vậy chứ? Các người thật sự không biết lòng tốt của người khác. Ông chủ của chúng tôi đã sao chép hoàn toàn một bộ trà sữa công nghệ. Uống vào giống hệt của ông già khiến người ta nghiện. Chi phí chỉ là nước lọc cộng với một số phụ gia. Nghe lời Tiểu Hà, Vương Đức Phát sợ đến mức tim như muốn bay ra ngoài. Đậu mà, nếu cô không biết nói thì đừng nói. Không ai bảo cô câm đâu. Hai nhân viên thời vụ lúc này còn tức giận hơn liền đi tới. Có thể dùng nước khoáng để làm giả. Xem ra anh là tay già đời rồi. Cửa hàng của anh ở đâu? Chúng tôi cần kiểm tra cửa hàng của anh. Ở đằng kia các anh muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra. Chúng tôi đều kinh doanh hợp pháp cả. Bịch một tiếng, Vương Đức Phát không chịu nổi kích động, trực tiếp ngất xỉu. Chẳng bao lâu sau, cửa hàng trà sữa của Vương Đức Phát cũng bị niêm phong. Con người thì bị đưa thẳng vào trại tạm giam để thẩm vấn. Đồng chí cảnh sát, tôi bị oan. Các anh hãy đi điều tra ông già đó đi. Chắc chắn ông ta dùng trà sữa công nghệ. Tôi là công dân lương thiện mà. Im đi, đến nước này rồi anh vẫn không khai thật à? Hơn nữa báo cáo kiểm tra của ông già đã có kết quả rồi, hoàn toàn là nguyên liệu thật 100%. Chỉ có những kẻ như anh suốt ngày dùng đồ công nghệ mới vô thức nghĩ người ta cũng dùng đồ công nghệ. Dù sao anh cũng đã có đủ bằng chứng rồi. Tôi định cho anh cơ hội khai báo để được khoan hồng, nhưng anh không trân trọng, vậy thì vào trong đó suy nghĩ lại đi. Lúc này, bên này tôi cũng đang chạy thì xe hết pin. Không phải chứ, hóa ra hôm qua mình quên sạc pin. Giờ phải làm sao đây? Ra ra xe của ông hết pin rồi phải không? Để cháu giúp ông đẩy nhé. Vậy thì phiền cháu rồi chàng trai trẻ. Trên đường đẩy xe về, tôi cũng là trò chuyện với Diệp Thần. Chàng trai trẻ vất vả cho cháu rồi, lát nữa ông sẽ trả công cho cháu nhé. Không cần đâu ông ạ, mẹ viện trưởng dạy cháu. Tương thân tương ái vốn là truyền thống tốt đẹp của nước ta. Mẹ viện trưởng, cho cháu nói. Mẹ viện trưởng đó là cô giáo của cháu à? Ông đừng cười cháu nhé. Thực ra cháu là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Nếu không có những người tốt bụng như mẹ viện trưởng, cháu đã chết đói từ lâu rồi. Vì vậy cháu cũng muốn trở thành người như mẹ viện trưởng, dùng hành động của mình để giúp đỡ nhiều người hơn. Cháu à, mẹ viện trưởng mà cháu nói, có phải là viện trưởng của Viện Phúc Lợi Thiên Sứ không? Vâng ạ, Gia Gia ông quen mẹ viện trưởng à? Tôi tuy không quen biết, nhưng có chút việc muốn bàn với mẹ viện trưởng của cháu. Không biết cháu có thể giới thiệu giúp tôi được không? Làm ơn. Nghe vậy, mắt Diệp Thần liền sáng lên. Hiện giờ đang là lúc Viện Phúc Lợi Thiên Sứ gặp khó khăn về tài chính. Nếu có thể có việc gì giúp được mẹ viện trưởng, mẹ viện trưởng cũng có thể ngủ ngon giấc. Được ạ ông ơi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần đã đợi trước cổng biệt thự của tôi. Gia Gia sống trong ngôi nhà sang trọng như vậy, chắc chắn có thể giúp mẹ viện trưởng giải quyết khó khăn tài chính. Đến lúc đó các em nhỏ lại có thể ăn thịt rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không kìm được cười. Diệp Thần, sao cháu đến sớm thế? Ăn sáng chưa? Ông ơi, cháu ăn rồi ạ. Tốt vậy chúng ta đi thôi. Khi đến Viện Phúc Lợi, tôi cũng là nhíu mày. Cả Viện Phúc Lợi trông giống như một trang trại vậy. Còn những đứa trẻ đang chơi đùa trong sân. Nhiều em có khuyết tật bẩm sinh, như sứt môi, bạch biến, dị tật, vân vân. Ông ơi, thực ra nhiều trẻ em trong viện bẩm sinh đã có bệnh di truyền. Nhưng đứa trẻ bình thường như cháu thực ra khá hiếm. Và những đứa trẻ có khuyết tật thường không được nhận nuôi. Các cháu thường ăn những gì? Tôi
Tôi thấy những đứa trẻ này gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Ông ơi, trong viện có trồng rau. Chúng cháu đều ăn rau tự trồng. Rất khỏe mạnh đấy ạ. Anh Diệp Thần, anh về rồi à? Mẹ viện trưởng rất nhớ anh đấy. Anh Diệp Thần, em còn muốn nghe anh kể về công viên giải trí. Công viên giải trí có thực sự vui như vậy không? Đúng vậy, đúng vậy. Anh Diệp Thần, ngựa gỗ xoay tròn có thực sự có nhiều ngựa không? Chúng không chạy mất à? Nghe đến đây tôi không kìm được nước mắt. Công viên giải trí mà trẻ em bình thường chẳng thèm để ý, không ngờ lại là thiên đường trong truyền thuyết của những đứa trẻ ở đây. Viện phúc lợi nghèo đến mức này, em rằng ngay cả một chiếc tivi cũng không có. Nhưng tôi vẫn muốn thử thăm dò viện trưởng, dù sao trước số tiền lớn, không phải ai cũng giữ được tâm ban đầu. Khi đến phòng tiếp khách, Diệp Thần giới thiệu sơ về tôi với Mộ Vân Tuyết, rồi lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người. Tôi cũng bắt đầu màn diễn kẻ xấu của mình. Chào ông, xin hỏi ông muốn tư vấn hợp tác gì ạ? Viện trưởng không giấu gì cô, tôi làm ăn trong ngành ẩm thực. Vừa rồi tôi đã tham quan viện của các cô, nhiều trẻ có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Nghe nói các cô tự trồng rau để ăn. Nhiều người như vậy, chắc các khoản chi phí trồng trọt đều rất cao nhỉ. Và em rằng số rau trồng được vẫn chưa đủ, còn phải tự đi chợ mua thêm. Chi bằng giao hết số tiền đó cho tôi, tôi đảm bảo sẽ cho trẻ em ăn thịt mỗi bữa. Nghe giọng điệu của tôi, Mộ Vân Tuyết đã có chút không vui. Thưa ông, giá cả thị trường tôi cũng đã tìm hiểu qua rồi. Nếu ăn thịt mỗi bữa, em rằng số tiền tôi đưa cho ông cũng không đủ để ông hoàn vốn đâu. Viện trưởng nói đùa rồi, thức ăn cũng có nhiều loại. Có đắt tất nhiên cũng có rẻ. Thưa ông, có lẽ ông chưa biết, trước đây tôi cũng từng hợp tác với người bán rau, nhưng phát hiện chất lượng rau họ giao không đồng đều. Đồ ăn cho những đứa trẻ, tôi tuyệt đối không thể cầu thả, nên tôi mới tự trồng rau, tự đi mua sắm. Chi phí tuy cao hơn một chút, nhưng ít ra ăn cũng yên tâm. Viện trưởng đừng vội từ chối, tôi có thể hoàn lại cho cô 10% tiền vào tài khoản cá nhân của cô. Nghe lời tôi nói, Mộ Vân Tuyết nắm chặt hai tay đến kêu răng rắc. Lão già này tự coi mình là ai chứ? Không ngờ trông có vẻ hiền lành như vậy, nhưng nội tâm lại hèn hạ đến thế, coi mình là người ăn hoa hồng. Thật là một sự sỉ nhục đối với bản thân. Nếu không phải do Diệp Thần giới thiệu đến, tôi thật sự muốn đuổi ông ta ra ngoài. Thưa ông, chúng ta không hợp ý nhau, mời ông về cho. Việc kinh doanh này viện phúc lợi chúng tôi không thể nhận. Mọi người xem xong nhớ cho mình một like nha.